Hello, come back to my channel, Start the Game đấy không? Và các bạn cùng mình khám phá từ cái đầu tiên nha. Need for Speed, Most Wanted. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai, Fresh Edge. Let's go. Đây là một đường đường khá là đẹp. Ok. Thank you.
Ok, rồi, tiếp tục nào. Chris Rushing Bar. Đây là một tựa game khá là hay và hot trên điện thoại của các bạn. Và các bạn cùng mình khám phá tựa game này nha. Ok, rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. CR Rushing. Anh chàng này mình có vượt qua được không?
Oh my god. Bạn có thể nâng cấp thêm. Tăng tốc độ là Breeze Force. Rồi, ok. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang game tiếp theo. High Cream Russian 2. Let's go. Rồi, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Traffic Reader. Let's go. Thank you.
Let's go. Oh my god. Hùng lối lách rồi. Đấm đã đấm luôn. So ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. CR Rushing Chu. Let's go. Các bạn cùng mình khám phá tới cái này nha. Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Need for Speed, No Limits. Let's go.
Let's go. Ok, và bây giờ các bạn cùng mình khám phá tới kênh tiếp theo ra. Rush Down đi chung. So let's go. To greet the reefs. Thank you.
Xe này thì tốc độ lái của xe này hơi khó một chút, cho nên các bạn cẩn thận nhé. Rất là hay drift luôn. Và các bạn sẽ làm nhiệm vụ ở đây, đó là skip pin show 4 lần. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Ở first night. Where's squat? Ok, rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Đó là story 3. Let's go.
đấy. Ok, và mình sẽ phát dựng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.